Em nghĩ đây cũng là một cơ hội để các thành viên của gia đình Petrolimex thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, và để thể hiện đúng cái sức mạnh và cái tiêu chí của tập đoàn, đó là khỏe để tiến xa hơn ạ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc giải chạy online 2024 Petrolimex vì một Việt Nam xanh. Xin trân trọng cảm ơn. Petrolimex. Tôi rất vui khi được giải nhất ngày hôm nay thông qua chương trình, là được góp một phần nhỏ vào bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Và mình cũng xin được cảm ơn ban lãnh đạo của tập đoàn, của công ty xăng dầu Vũ Khánh đã tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được tham gia giải chạy này để góp phần vào bảo vệ môi trường cũng như là rèn luyện sức khỏe.